Hôm nay đưa lên cho anh em xem một con thỏ nha nè. Con thỏ này khi nó kéo chim á, nó rút chim á, là phải tránh với một con chim mã lai hay là con chim thái vậy nha nè. Con chim này là một con thỏ mọc hậu nha nè. Khi nó thấy chim rồi á, nó làm nó nhau là anh em nghe là anh em kem giác nha nè, dặm một dặm hai đổ gù nó làm như cái máy nha nè. Nó lùa con chim thì anh em nghe là phải nhóm người lên. Bây giờ đang thay lông nha nè, nó thay lông rất là nhiều. Hồi tối bỏ một mưa nè. Nói chung cái nước con chim này thì anh em nào mà cầm đỡ chơi á, đỡ tìm một cái nước một con thú như này á, thì bảo bảo anh em là này không có đâu nha nè. Đầu mặt rất là ác. Nói chung là thù thớ nó thì từ sắc lông, cái mặt nó vàng cườm. Cái con chim này nó đóng một cái dàn cườm rất là độc nha anh em. Anh em xem dàn cườm nó nè.
chân. Bởi mà mưa ướt át hết. Mà đồ ăn thì con này thì nó rất là heo lúa nha em. Bỏ hai hũ nhưng mà nó ăn hết lúa rồi. Thì lúc trước á thì chim rừng nó còn nhiều á thì mình không nói. Thì nó có dở có những con chim hay, con chim nước ác, nhưng mà nay thì cũng không mà con đâu nha em. Nay là mình bắt quá bắt là chim nó cũng không mà con những con chim hay ở ngôi rừng nhiều được. Thì con này nó cũng đã mấy năm rồi, nó cũng đã bắt được hơn 10 buổi rồi nha anh em. Con này là một con chim mồi rồi. Tầm rút chim của nó thì dạng như đăng cấp rồi nha anh em. Con chim mà rút chim rất là khiếp. Anh em mà có dịp mà nghe nó làm á, lúc nó làm á thì anh em nghe là phải là nói chung từ là mơ thôi. Con đồng thì không nói rồi, nhưng mà con thố khó có nha anh em. Bà lưng rất đẹp nha em. Chập chứng rang luôn nha em. Cơm hậu nè, con này thì dàn chồng rất cứng rồi. Nước tốc độ ghê nước. Nhầu chim ác nhưng mà nước ngôi rất là mạnh rồi, nhưng mà nước trong con chim này rất là cứng nha nè. Đi mà anh em mà nó thấy bối là nó lùa là nó vừa liền thôi nha nè. Tốc độ rút của nó là vừa liền thôi. Mà là thấy con bồi ngôi rồi thì nó rút thuộc loại là khó tìm. Thì mình đây mới có một cái mưa, mấy tháng nay là có một cái mưa là quá đẻ luôn nha nè. Thời tiết mới cắt lúa xong, thời tiết rất là nóng. Giờ này là mình bỏ những con chim mà ngồi là mưa, một cây mưa là bẻ lông luôn. Rồi thì mình xin chào hết tất cả nha anh em. Anh em nào xem mấy con cò môi, tốc độ, nước ác và gù hậu thì miệng ban rồi. Anh em nào mà cứ xem nhắm ưng ý, anh em đủ đăng cấp để tiếng em nào vừa thì cứ alo mình. Rồi chào tất cả anh em nha.